Sau nhiều lần trì hoãn do dịch bệnh COVID-19, Festival Huế sẽ trở lại trong tuần lễ cuối tháng 6 này và hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc thực sự của các lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc. Cụ thể, tuần lễ Festival Huế 2022 sẽ có những điểm nhấn đáng chú ý gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên TRT với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban tổ chức Festival Huế 2022. Sau 2 năm gián đoạn bởi dịch bệnh, tuần lễ Festival Huế 2022 với 8 chương trình lễ hội chính cùng nhiều hoạt động hưởng ứng hướng về cộng đồng sẽ được tổ chức là nơi hội tụ giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa của các quốc gia, đồng thời giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế. Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn, tỉnh thành Huế vào tối 25 tháng 6, mở đầu cho chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật hấp dẫn trong suốt tuần lễ festival. Trong tuần lễ này còn có các lễ hội đường phố, sắc màu văn hóa, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, quảng diễn Ngày Xưa Âm Vọng, chương trình nghệ thuật Hoàng Cung Giao Hòa, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Festival Huế 2022 cũng đánh dấu quá trình 22 năm kể từ khi Festival Huế lần đầu tiên được tổ chức và trở thành một sự kiện văn hóa du lịch quốc gia có tầm cỡ quốc tế. Qua đó, góp phần phát triển du lịch dịch vụ, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Huế trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, năm nay là năm đầu tiên kỳ Festival Huế được tổ chức theo định hướng bốn mùa, trong đó điểm nhấn đặc biệt đó là tuần lễ văn hóa nghệ thuật với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6. Vậy thì ông có thể cho biết những cái điểm nhấn thú vị của kỳ festival năm nay là gì ạ? Đây là một cái tuần cao điểm với cái chương trình lễ hội khai mạc rất là đặc sắc, được truyền hình trực tiếp trên sóng trung ương với một cái loại hình nghệ thuật kết hợp giữa ánh sáng, nghệ thuật biểu diễn và các sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi hoạch định rất nhiều các hoạt động cùng tham gia vào cái chương trình trong cái tuần lễ này với cái nội dung đó là hướng festival về với cộng đồng. Tất cả các chương trình nghệ thuật, các sân khấu đều tổ chức với một không gian mở, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật cùng tương tác rất là đậm nét với cộng đồng người dân và du khách. Và chúng tôi cũng huy động một lực lượng khá lớn các đoàn nghệ thuật ở trong tỉnh với cái mong muốn các nghệ sĩ, diễn viên của tỉnh Thừa Thiên Huế được tham gia vào một cái lễ hội mang tính chất quốc gia, tầm vóc quốc tế này, để chúng ta thể hiện được Huế là một cái trung tâm văn hóa nghệ thuật, đóng góp vào cái sự thành công của các lễ hội festival. Và cuối cùng kết thúc cho cái tuần lễ này đó là cái hoạt động chia tay đêm giả bản sẽ tổ chức tại Cồn Giả Viên. Đây là một hoạt động rất mới trên một cái sân khấu mở, là một lời chia tay tạm thời cho một cái tuần lễ trọng điểm của Festival Huế 2022. Theo như những thông tin mà ông vừa chia sẻ thì kỳ festival năm nay, đặc biệt là tuần lễ festival sẽ có rất nhiều lễ hội, sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra. Vậy không biết rằng hiện tại công tác chuẩn bị của các sở ban ngành cho hoạt động này như thế nào? Để chuẩn bị được tất cả các chương trình hoạt động xuyên suốt cho năm 2022 và đặc biệt là cái tuần lễ cao điểm này thì phải nói rằng đây là một sự cố gắng rất lớn của ban tổ chức, sự nỗ lực đồng hành của các ekip đạo diễn cũng như các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Sau 2 năm gián đoạn bởi dịch bệnh thì tất cả công tác chuẩn bị cũng như tái khởi động các hoạt động lễ hội là hết sức khó khăn. Nhưng mà đến giờ phút này phải nói rằng công tác chuẩn bị của chúng tôi cũng tương đối cơ bản. Các đoàn nghệ thuật cũng đã tiến hành công tác tập luyện và xây dựng kịch bản hết sức chi tiết để có thể tổ chức một cái tuần lễ festival một cách tốt nhất, đem đến những cái sản phẩm nghệ thuật tốt nhất cho cộng đồng người xem. Thưa ông, hiện tại thì chúng ta đang xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Vậy lãnh đạo tỉnh kỳ vọng gì về kỳ festival năm nay thưa ông? Phải nói rằng chúng tôi rất là kỳ vọng và đã tập trung các giải pháp để có thể thực hiện tốt cái công tác tổ chức festival Huế 2022 với cái mong muốn đây là một chuỗi sự kiện để có thể tái khởi động ngành du lịch của Thừa Thiên Huế thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội gắn với các sản phẩm du lịch. Và chúng tôi kỳ vọng đây là một cách làm mới với cái tiếp cận
rất là phong phú, đa dạng, cách thức rất phù hợp với cái xu thế phát triển của du lịch hiện nay, và đặc biệt hơn nữa là có thể giới thiệu, quảng bá những cái nét văn hóa của cố đô Huế với bạn bè trong nước và thế giới, để tập trung xây dựng Huế trở thành một cái thành phố festival đặc trưng, cũng như gắn với việc xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa du lịch của cả nước trong cái thời gian tới, đóng góp một cách thiết thực nhất để xây dựng Huế trở thành một thành phố trực thuộc trung ương trong theo cái kết luận 54 của Bộ Chính trị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những thông tin rất hữu ích mà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa chia sẻ.